Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Và hôm qua thì mình đã khám phá và tìm tới một cái ngôi làng ở vùng hoang mạc á. Nhưng mà địa hình chỗ đó mình thấy xây nhà thì cũng không được đẹp cho lắm. Thế nên mình quyết định là mình dời đô ha, dời qua sống gần cái ngôi làng đầu tiên mà mình gặp nè. Với lại ở đây nó cũng gần biển nữa, view hơi bị đẹp luôn nha. Bữa nay thì mình sẽ cố gắng chế tạo một cái bàn được gọi là Vow Onta ha. Cái này thì công thức của nó rất là khó luôn, vì nó yêu cầu phải có cái khối tím tím này nè, mà cái khối này thì chỉ có thể có ở dưới thế giới kết thúc thôi. Thành thử ra mình sẽ có một chuyến phiêu lưu tới thế giới kết thúc ha, nếu như thành công. Vì mình chỉ mới có được những cái ngọc Ender hả, nhưng mà chưa có bột quy lửa nè. Thành thử ra bây giờ mình phải đi săn thêm bột quy lửa đó. Nhưng mà trước khi đi săn bột quy lửa thì mình sẽ đi cắt lông cừu trước cái đã. Tại vì hôm nay nếu mà xuống thế giới kết thúc thì kiểu gì cũng phải đánh nhau với cái con rồng Ender hả. Nên mình muốn đánh nhau với rồng Ender bằng giường đi cho nó nhanh ha. Nè, phía bên này có quá trời cừu nè. Tha hồ cho chúng ta lấy len cừu luôn nhá. Ngoài ra thì gần cái ngôi làng bên vùng hoang mạc này còn có một cái kim tự tháp phía xa xa đằng kia. Sẵn tiện giờ mình sẽ ghé qua đó lút đồ trước khi qua cái cánh cổng địa ngục ha. Để coi kim tự tháp thì sẽ cho mình những món đồ gì nhá. Biết đâu bất ngờ. Ủa, còn đường vô đâu? Ui, cái kim tự tháp này bị chôn vùi bởi nguyên một đống cát luôn. À đây, đường vô đây. Ảo thật, kim tự tháp bị chôn vùi rồi. Rồi, lối vào là ngay chỗ này ha. Hồi hộp quá, không biết là kim tự tháp sẽ cho mình cái gì. Hy vọng là có thêm đồ xịn. Ôi, toàn là sắt nè. Quặng đồng, ô phôi đồng chứ. Ngọc lục bảo. Và còn gì nữa không? Ba kim cương, một ít bạc nữa. Hợp lý này. Và cuối cùng, cho mình thêm một ít khoáng sản và một quyển sách gì đây? Ui lắc em, quyển sách gai. À, dòng gai hả? Thôi, mình không lấy dòng gai đâu. Sơ bộ thì cũng loot được một ít khoáng sản tốt á. Có 3 kim cương là mình thấy thích rồi. Hôm qua thì mình đào được 9 viên kim cương mà mình chưa có dùng vào bất kỳ việc gì. Là tại vì mình muốn để dành số kim cương đó để chúng ta có thể chế tạo ra cái khối kim cương nè, và làm cái bàn của thợ săn kho báu ấy. Cái bàn đó rất là quan trọng đối với mình luôn, nên mình không thể lãng phí kim cương giai đoạn đầu. Còn bây giờ thì đi ra khỏi cái kim tự tháp này thôi. Ui dồi, kim tự tháp mà bị chôn vùi luôn á. Hên là nó còn lòi cái này ra, không thôi là mình chả biết là gần đây có kim tự tháp luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ trở lại cổng địa ngục, và sau đó chúng ta sẽ tiến tới cái pháo đài ha. Hy vọng là lần này chúng ta sẽ săn bột quỷ lửa thành công. Có Enderman nữa kìa. Ừ, chắc mình sẽ săn thêm Enderman luôn á. Ui, Enderman không cho mình cái ngọc Ender rồi. Hơi xu nha. What the heck? Chiến thật như đùa. Mình săn được một cái đầu xương đen khi mà trở lại cái pháo đài địa ngục này. Ảo thật đấy. Trời đất ơi, nhân phẩm bữa nay là mình nhân phẩm cực kỳ cao rồi. Nãy giờ thì mình không có dám đi lại cái chỗ lòng spawn đằng kia, tại vì chỗ đó nó trống quá. Mình sợ mình không có né được những đòn tấn công của mấy con quỷ lửa ấy. Đây, chỗ này có vẻ dễ farm hơn nè. Ui da, nhưng mà vẫn bị cháy nha. Ồ, cái kỹ năng mà giải độc của mình ấy, nó không áp dụng đối với lửa nha. Vậy thì cũng hơi nguy hiểm đấy. Né. Mình phải né mấy đòn tấn công của quỷ lửa mới được. Từ, để nó bắn cái nữa rồi mình né. Bắn lẹ đi. Né. Ui. Sao mà đỡ được. Chút nữa là né thành công rồi. Rồi, có thêm. Ui, xí hộp. Vậy, chúng ta có được 3 que quỷ lửa rồi. Quá xá đã luôn á. Ngoài này còn quỷ lửa nữa nè. Làm liều ra săn luôn.
À bắn hụt hả? Bắn hụt thì tàn đời ngươi rồi. Rồi rồi rồi, săn thêm xương đen nha. Để coi coi có cho thêm mình một cái đầu nữa hay không. Thiết nghĩ chắc mình sẽ farm thêm tầm hai cái que nữa thôi là đủ chi tiêu rồi. Ui da, ui da. Chứ đây farm một hồi là nguy hiểm á. Đó 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 đó. Mình không có kháng lửa mà giáp mình còn yếu nữa. Thành thử ra những con quy lửa nó đánh rất là thốn luôn. Cố lên, cố lên. Rồi, một que nè. Cho thêm cái que nữa đi. Một cái nữa thôi. Đấy rồi, đấy rồi. 8 cái que thôi. Hơi bị nhiều rồi đó. Chắc đi về được rồi. Chuyến đi xuống địa ngục lần này có vẻ là bội thu hơn. Hôm qua khá là nhiều ha. Còn có gát nữa chứ. Mình sẽ thử farm gát luôn coi. Biết đâu bất ngờ mình lại có được nước mắt gát thì sao. Phải thử mới được. Ôi ôi chưa, từ 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 từ. Mấy con cáo địa ngục nguy hiểm lắm. Rồi. Tấn công nào, gas. Đánh đi. Xin luôn nha. Có nước mắt không? Ôi không có nước mắt rồi, chỉ có thuốc súng thôi. Mà trước tiên thì chắc mình sẽ không dùng kiếm sắt nữa. Mình sẽ thử nâng cấp lên những cây kiếm bằng xương rồng ha. Để coi coi kiếm xương rồng sẽ có 8 sức tấn công này. Wow, hợp lý thế ta. Vậy thì chần chờ gì nữa, làm liền một cây. Mình sẽ đầu tư thêm một cây cúp bằng xương rồng nữa. Wow, hôm nay là xài dụng cụ bằng xương rồng luôn. À, còn về giáp thì mình nhặt được khá là nhiều bạc nè. Mà trong khi giáp sắt cho mình 2 giáp đúng không? Vậy thì còn giáp bạc thì sẽ cho mình 5 giáp lận. Nhiều hơn hẳn liền. Mặc giáp bạc vô. Đó, tốt lên liền. Chỉ tiếc là mình không đủ để làm thêm một cái nón nha. Thôi, chắc cũng không sao đâu. Làm thêm cái áo là tự tin hơn đựng xíu ơi. Giờ là tới công đoạn chế tạo giường ha. Mình sẽ làm được tổng cộng là 11 cái giường. Tha hồ để mình nổ rồng Ender ở dưới thế giới kết thúc ha. Và mình sẽ mang theo thêm một ít gỗ nữa để có gì mình chế tạo những cái block để mình còn leo lên và phá hủy những cái pha lê kết thúc. Khâu chuẩn bị đã xong. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chế tạo ra những cái mắt của Ender và sau đó chúng ta sẽ tìm cánh cổng kết thúc ngay bây giờ thôi. Ồ, hướng đi là về bên này à. Được quá ta. Ui, có khi nào cánh cổng kết thúc nó nằm ở dưới cái ngôi làng cũ của mình không vậy? Cái này là cái hướng qua cái làng cũ của mình nè. What the heck? Đằng kia là cái tổ của rồng. Ây da, cái gì nữa? Rồi, 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 quá dạ. Mấy con gà chơi đồ. Ây da. Thiệt tịch. Thôi, 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 thôi. Cái skill. Ủa, cái skill giải độc của mình đâu rồi? À đây đây, hồi nãy giờ bấm nhầm skill. Trời, ở vùng này cũng có mấy con gà giải độc nữa. Nguy hiểm thiệt. Ở phía đằng kia là tổ của một cái con rồng màu xanh xanh. Rồng sấm sét. Oh my god. Thì ra đằng này là tổ của một con rồng sấm sét ư. Hên là mình chưa có dám lại gần á. Mình mà lại gần chắc nó thiêu rụi mình luôn rồi. Rồng sấm sét tấn công ghê lắm. Tiếc là bây giờ mình chưa có cung nhờ. Phải mình có cung chắc mình có thể cấu rỉa con rồng sấm sét này đấy. Mình chỉ có thể dòm nó từ xa như vậy thôi. Nó đang ngủ trưa á. Thôi 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 thôi. Lo mà tìm cánh cổng kết thúc đi. Lén phén lên đằng kia là một hồi nó ăn thịt mình á. Ôi ôi. Đi đi đường vòng, đi đường vòng, không dám lại gần đâu. Hẹn một ngày không xa con rồng sấm sét kia. Cho ngươi ngủ thêm một thời gian nữa đó. Rồi bể hết một con mắt rồi, su cà na vậy. Mình đi nãy giờ nhưng mà vẫn chưa tìm được cái chỗ của cái stronghold này. Có vẻ là cái stronghold nó xa hơn mình dự kiến rồi. Ủa? Tiếng mấy con bọ. Ôi 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 ôi. Dạ dạ dạ. Chạy 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 chạy. Áo vô. Trời ơi, ta dòm cái tổ một xíu làm gì căng vậy. Wow, trong đây mấy con này con nào cũng mạnh hết đấy. Giờ mình yếu xìu à. Đằng kia còn có mấy con dung sa mạc nữa cơ. Thôi nha,
bình tĩnh nha. Ui, như nó đang đi săn hay sao á. Ui, mình đi né ra, không thôi mình lại thành bữa trưa của bọn chúng nữa. Nhịn, nhịn xíu đi, chắc không sao đâu. Phía đằng này còn có một cái tàn tích cổng địa ngục nữa nè. Ui, tính ra đi tìm cổng địa ngục, cổng kết thúc mà gặp được cái đống công trình mới luôn á. Để coi coi chỗ này có gì nè. Dưa hấu lấp lánh rồi nè. Wow, cũng được đi. Và có cả khói vàng nữa. Lượm luôn nhá. Mắt của Ender bắt đầu đâm xuống dưới lòng đất rồi. Ngay đây. Ê, tới rồi. Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đã tới. Bây giờ thì mình sẽ đào xuống dưới để chúng ta tìm cái stronghold ha. Wow. Rồi mình bắt đầu thấy ở trên bản đồ nhỏ rồi. Gần đây có một cái thư viện. Hợp lý nha. Mình nghe tiếng zombie rồi. Bà tới rồi nè. Ui, còn có Reaper nữa. Oh no. Bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Nhìn trên bản đồ nhỏ. Ôi da, lọt hang rồi. Nhìn trên bản đồ nhỏ thì phía đằng này có một cái thư viện nè. Đây là nơi lý tưởng để mình tìm những cuốn sách cường hóa tốt tốt đây. Nhưng mà có Reaper nó chặn đường nên mình cũng hơi ngán một xíu. Đâu rồi, nó trốn mình đâu rồi. Trốn hả Reaper? Trốn đi đâu hả Cường? Cho mình sách gì đây? Hiệu suất. Sống dữ. Cái này có ép được không vậy? À, tức là hiệu suất này mình có thể nâng lên thành hiệu suất 6 ha. Tốt nhất chắc vẫn là cho mình cái quyển sách gia tài các thứ thôi. Bây giờ mình cần dòng gia tài hơn. Toàn là hiệu suất thôi hả? Thôi kệ, lấy tạm mấy cuốn sách hiệu suất cũng được ha. Hiệu suất rồi. Đây, lấy hai quyển hiệu suất đi. Tiếp theo thì mình sẽ đi thẳng tới cái căn phòng để chúng ta lắp những cái con mắt vào ha. Nó nằm đâu đó ở bên đây thôi. Theo như bản đồ nhỏ là vậy. Mà không biết ở trên hay ở dưới này. À, ngay bên đây. Mình nghe tiếng nhung nham rồi. Ồ, tới căn phòng. Kết thúc rồi. Úi da, mấy con cá bạc. Nguy hiểm thiệt. Rồi, giờ thì chúng ta chỉ cần lắp những cái con mắt vào thôi. Ui, nhưng mà sao mình xui vậy? Cánh cổng này chưa được lắp bất kỳ con mắt nào vào luôn. Nhỏ dữ vậy trời. Không hiểu thiệt. Rồi, mình sẽ chế tạo thêm 6 con mắt nữa. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thế là chúng ta đã kích hoạt thành công cánh cổng dẫn tới thế giới kết thúc rồi. Mình thiết nghĩ là nên có một cái giường ở đây để mình lưu cái điểm spawn của mình lại ngay chỗ này ha. Nhỡ mà mình xui mình bị rồng ăn thịt thì mình còn trở lại và lấy đồ kịp ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước qua bên thế giới kết thúc để chiến đấu một trận sinh tử với con rồng Ender thôi. Wow, mình đã bước vào thế giới rồi. Đâu rồng đâu? Ồ, kìa, rồng bay lượn trên bầu trời kìa. Tới công chuyện rồi. Nhưng mà mình đi, mình cũng phải cúi đầu một xíu nha. Bây giờ công việc khó nhằn nhất vẫn là phá những cái ngọc Ender này. Ủa, những cái pha lê N này. Mình sẽ phá theo cách thủ công ấy, nên cũng khá là nhiều rủi ro đấy. Hai cái rồi. Ba cái. Cái thứ tư nè. Ui, cái này xa thế. Ui, cái này sao? Ây da, sao quá, phải đứng sát bên thôi. U là trời. Cái này sao nó bự hơn mấy cái khác nhờ. Mình với tay không tới ấy. May quá. Ây da, còn mấy cái bên này nữa. Tranh thủ. Trước khi mà con rồng nó phát hiện ra rồi nó bay lại nó hung mình một cái là mình văng mấy chục ô á. Mình đứng gần cái pha lê quá, mình bị sợ ấy. Ôi dồi. Không sao, vẫn ổn. Còn vài cái nữa thôi. Là chúng ta đã xong cái công đoạn phá hủy pha lê rồi. Đó. Thấy chưa, nó hung mình ghê lắm.
phải thiệt là cẩn thận. Ui da, nổ phát mất ba trái tim luôn. Có vẻ là bây giờ chỉ còn đúng một cái duy nhất đằng kia là chúng ta cần phải phá thôi. Rồi xong rồi nha bé cưng. Ây da, ây da, ây da. Ui mới gáy xíu thôi mà gồng quýnh mình không chịu phát nào rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho cái màn nổ tung rồng Ender ha. Ui da, setup sao cho nổ an toàn mình đây ta. Ừ chắc mình sẽ cho cái giường ở đây nổ bùm phát. Ok, kế hoạch là như vậy ha. Mình sẽ setup sẵn đi. Ấy không nhờ, từ đây tới đó nổ chắc không sao đâu ha. Ok, giờ thì gình thôi. Gình gình gồng đáp xuống rồi mình sẽ cho cái giường phát nổ ha. Đây 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 đây, gồng gồng chuẩn bị đáp xuống nè, gồng chuẩn bị đáp xuống nè. Chuẩn bị nổ thôi. Nó. Ui nhưng mà không nhiều máu lắm. Ui tính ra mình dùng kiếm anh chặt còn nhanh hơn á. Ơi đất ơi. Hồi nãy giờ mình gình gình mình nổ giường còn ít máu hơn là mình dùng kiếm anh chặt á. Đó, lần này mình cho cái giường kế bên rồng luôn. Ui ui. Chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị tác chiến nào. Gồng đang đáp xuống, gồng đang đáp xuống. Ổn hay không hay lần này thì sao? Đây rồi. Áo. Đang nổ mà. Phải che lại mới được, không thôi là nổ banh xác mình luôn á. Nổ văng xa vậy. U là trời. Ao 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 ao. Mình lỡ chọc giận Enderman rồi. Gồng ơi xuống đây bé ơi, xuống đây. Ăn thêm vài cái giường nữa nha. Đây rồi. Chặt thêm một cái. Ấy ui. Mình nổ rồng còn có một chấm máu kìa. Để mình kết thúc rồng bằng vài nhát chém thôi. Bye bye rồng Ender nha. Tiệc cứu mèo. Chúng ta đã xong cái công việc đánh bại rồng rồi. Dập lửa, dập lửa. Để mình còn lượm kinh nghiệm nữa. Quá đã luôn. Ủa? Ủa kinh nghiệm đâu? Ơ? À? Ủa? Ủa sao đánh gồng xong có 28 cấp vậy? Ơ kìa. Ủa kinh nghiệm. Thường thường đánh rồng được nhiều kinh nghiệm lắm mà. Hay là kinh nghiệm lọt xuống cái cái hố đó hết rồi. Mèn đất ơi. Su cà na đến vậy sao? Rồi lấy cái trứng rồng trước đi. Rồi sau đó mình sẽ tìm một cái cánh cổng tới những cái đảo khác ha. Đây đây, nó nằm ở phía bên này nè. Mình sẽ đi tới những hòn đảo khác để mình hái cái quả điệp khúc ha. Mình đang rất là cần quả điệp khúc luôn. Rồi, phóng một cái ngọc Ender qua đó. Tên tên. Ui. Ui, chút xíu nữa là lọt xuống dưới dưới cái hố luôn. Ta-da. Ê, gần mình. Gần mình có một cái thành phố kết thúc luôn kìa. Wow, mình hên thiệt sự. Có thành phố kết thúc luôn. Vậy thì tuyệt vời quá. Ôi, mấy con Suker này mình cần phải đánh nhanh rút gọn mới được. Kẻo nó tấn công mình á. Nguy hiểm lắm. Mình không muốn bay lắc ở đây đâu. Rồi xin mấy cái vỏ luôn nha. Ừ ở đây có cái gạch này thì mình sẽ đào luôn. Vì với cái gạch này là mình đã có thể chế tạo được cái bàn, bàn kho báu rồi. Hợp lý nha. Lấy 4 cục thôi. Mình cần 4 cục à. Giờ thì tập trung khám phá cái thành phố kết thúc để kiếm thêm đồ nào. Bị dù bị quýnh rồi, bị quýnh rồi. Ây da, ây da, ao ao. Mình không có khiêng ấy nên không có phòng ngự được hết mấy đòn tấn công này. Quá trời nó tấn công rồi kìa. Xin đây. Ui có giáp kim cương, có giáp kim cương các thứ đâu nè. Tranh thủ loot mới được. Xẻng kim cương luôn. Ôi sao không phải là một cây cúp kim cương các thứ đâu nhờ. Thôi kệ, có xẻng kim cương cũng được đi. Và mình thấy xa xa đằng kia là cái tàu kết thúc. Phải tiến lại gần cái tàu kết thúc mới được. Ừ, đừng vội, từ từ rồi cũng lấy được cánh cứng thôi, không có vội nha. Vội là đi xuống dưới cái hố đen chơi đó. Ê, bình tĩnh nha, bro. Chuyện đâu còn có đó nha.
Tôi ghé thuyền tôi chơi thôi. Ê bậy ơi, ghé thuyền chơi thôi hả? Đừng tấn công, đừng tấn công. Ghé thuyền chơi thôi. Ui, xin. Ừ, hay là để cho nó quánh một cái để mình bay vô cho tiện nha. Ý, né. Được, vậy bay vô còn nhanh hơn á. Rồi, sau đó đáp nhẹ cái xuống ở trên này. Và đi xuống tầng dưới để chúng ta lấy cánh cứng ha. Rồi, trong này thì dễ rồi. Mình chỉ cần sơi con Suker này thôi. Rồi, lấy cánh cứng cái. Tên tên, giờ là chúng ta có thể bay được rồi. Quá là đã luôn. Ui, mình có một cái kiếm hại thay ma cấp độ 4 luôn. Đã vậy. Sắc bén 4 nữa nè. Wow. Cái ủng, ủng lời nguyền thì không cần lấy đâu. Ok, như vậy thì chúng ta đã thành công khám phá ở thế giới kết thúc rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ ăn một trái táo để nó hồi phục cho mình một lượng máu nhất định cái đã. À, uống thuốc hồi máu cũng được. Ôi, mình được cái lọ gì vậy? Ok, hồi được như đây máu rồi, chắc mình sẽ đi về thôi. Mình sẽ kết hợp với kỹ năng lạ lướt của mình ha. Đó, kỹ năng lạ lướt nó cũng tương tự với cái pháo hoa gì đó. Mình có thể dùng nó kết hợp với cánh cứng để mình bay lượn thoải mái hơn. À, mà sẵn tiện ở đây có mấy cái quả điệp khúc ấy, mình sẽ hái mang về luôn. Ui, nhưng mà mình phải hái cái bông cơ. Đây, hái cái bông. Ui, đây có đồ rồi. Rồi, cần đúng cái bông này là được. Giờ thì thử nha, thử bay lượn với cái cánh cứng coi. Đó, kỹ năng lả lướt kết hợp với cánh cứng quá là đã luôn. Đã đến lúc để chúng ta lấy thêm hắc diêm thạch rồi. Mình sẽ cần cỡ 4 cục hắc diêm thạch để làm ra cái bàn kho báu ha. Không biết là với cây cúp rồng thì mình có thể đào được hắc diêm thạch hay không. Khá là tò mò đây. Nhưng mà với tình hình này là có thể lấy được hắc diêm thạch. Wow, cúp rồng mạnh tương đương với cúp kim cương đây. Quá là dữ luôn. Giờ thì chỉ cần kết hợp với một ít kim cương là chúng ta đã có thể chế tạo ra cái bàn kho báu rồi. Đây, công thức nữa là như vậy. Tên tên, bàn kho báu đã được chế tạo rồi. Đặt xuống cái thử. Đó. Và với cái bàn kho báu này thì mình cần đặt vào trung tâm, đó chính là một viên đá kho báu. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có đào được bất kỳ cái quặng đá kho báu nào hết, nên chưa thể kích hoạt được cánh cổng á. Nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta đã làm được cái bàn kho báu là quá là tuyệt vời rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ mình xây dựng một cái ngôi nhà để mình có thể sinh sống một thời gian á. Dù sao thì sắp tới đây cũng là nơi định cư chính của mình á, nên mình cũng cần một cái nơi ở nó chỉnh chu một xíu ha. Đó, tạm thời thì mình sẽ xây một cái khung nho nhỏ như vậy để sắp tới mình làm một cái căn nhà ha. Tiếp theo thì chắc mình sẽ lấy đá cuội, mình ốp làm cái phần tường đi. Mình ốp một lớp ở dưới thôi, nhỏ nhỏ như vậy ha. Và cái gỗ này á, mình thấy nó khá là giống cái màu của gỗ sồi luôn nha. Cái gỗ bao bắp là mấy cái cây to to đằng kia á. Này, nhìn sơ qua là mình cứ tưởng gỗ sồi không á. Mà gỗ sồi thì xây nhà thì cực kỳ đẹp nữa. Nên thôi, mình quyết định là dùng gỗ sồi để làm cái căn nhà của mình luôn á. Rồi, sơ bộ thì chúng ta sẽ được một cái phần khung ngôi nhà giống như vậy. Để mình lướt lên mình coi thử coi. Cũng khá là rộng rãi để chúng ta có thể dễ dàng nâng cấp trong thời gian sắp tới đây. Còn phần sàn thì mình vẫn chưa biết là dùng nguyên vật liệu gì để xây này. Chắc trong thời gian rảnh mình sẽ đi tìm nguyên vật liệu thích hợp để chúng ta làm cái phần sàn cho ngôi nhà khởi đầu của mình ha. Và tóm lại, trong ngày hôm nay, mục tiêu đề ra đó chính là làm cái bàn kho báu đã được thực hiện rồi. Sắp tới thì chỉ cần đi sang những viên đá kho báu là chúng ta đã có thể bắt đầu cuộc hành trình khám phá những cái thế giới mới rồi nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp của thợ săn kho báu và hành trình chinh phục những cánh cổng kho báu của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!